Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 199, 5 cây sâm hương 300k bao ship toàn quốc. Quen ship code lại chuyển khoản nha quý vị. Rồi, ở trên nó quay xuống cho quý vị xem nha. Tỷ lệ đây nè. Đó, ngón tay tôi nha, ngón tay tôi đây nè. Cái cây nó đây nè. Rồi, 1 2 nha. 3 nha. Trên quay xuống nha. Rồi bây giờ coi cái tỷ lệ gốc của nó nè nha. Đó, 1 cây 2 cây là cản trở quá. 3 cây. Rồi. Đây cây số 4 đây. Cái quái luôn nha. Đó. Rồi cây số 5 đây. Gốc của nó đây nè. Tàn của nó đây nè. Rồi tổng cộng là 5 cây ha. 300k bao ship toàn quốc nha. Quen ship code là chuyển khoản nha quý vị. Rồi xuống luôn đi.